Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là series Webmin 1 đô, nhưng thực ra là lúc nãy mình đã làm một cái Webmin 1 đô rồi và đang đi công ngày rồi, nhưng mà tự dưng bây giờ nó lại ra thêm một cái web nữa theo hệ thống của mình thì nó cứ gửi về. Lúc mình vừa rồi cách đây vài tiếng mình có làm hai web này thì hiện tại hai web này đã tiến hành rút được tiền về rồi. Đấy, hiện tại có lãi một chút 0.3 đô đô này, Perfect Money rồi. Thì mình đã tiến hành rút được về rồi, nhưng mà cái web này ấy, thì nó rút nhanh thôi, còn web này thì các bạn chắc phải chờ 5 đến 10 phút thì mới rút được tiền về nhá. Cách đây vài tiếng thôi mình đã làm hai web này rồi, thì mình tưởng là ngày hôm nay nó chỉ ra hai web đấy thôi, ai ngờ nó lại ra tiếp web này. Web này chắc là nó chỉ ra cách đây có vài phút thôi. Mình đã làm luôn cho các bạn rồi. Thì đối với web này khi mình nhìn qua ấy, thì mình lại không thấy ok lắm bằng hai web mình làm vừa vài tiếng vừa rồi đâu. Cũng không khuyến khích các bạn xem, nhưng mà vì để làm clip đâm ra mình đương nhiên là mình phải có web mới, thì mình phải là có nhiệm vụ của mình là giới thiệu cho các bạn rồi đúng không? Đây. Lưu ý đây không phải là dành cho các bạn mới chơi nhá. Các bạn lưu ý nhá. À, nên này tính đi. Lưu ý là web không dành cho các bạn mới chơi. Ok, bạn điền địa chỉ ví Perfect Money này. Thêm nữa con này mình đánh giá nó không cao đâu, nhưng mà mình vẫn phải tiến hành vào và đầu tư cho các bạn xem. Mình sẽ xin phép là làm con này rất là nhanh thôi, vì nó đánh giá chả cao mà. Nhưng mà dù sao cũng phải cập nhật cho anh em. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Nhìn thấy giao diện có nghe vẻ là hơi mới chút nhỉ. Dạ, thì tính toán kết nối thế nào. Đấy. Nhìn phát là biết, nhìn thấy lãi suất như thế này thì mình cũng nghĩ là nó cũng không thể chạy ấy được đâu. Nếu như các bạn liều thì vào bây giờ thì vẫn ok. Bởi vì nó vừa mới ra được khoảng vài thôi, các bạn cần phải tính toán khoảng thời gian ra clip nhá. Các bạn có thể nhìn thấy đây này, ví dụ như là ra clip, anh em có thể nhìn thấy vào kênh của mình nhá, các bạn có thể nhìn thấy được cái việc là ra clip luôn là cái giờ rất là quan trọng. Đây, mình vừa ra cái clip này đúng không? Web này này, các bạn có thể nhìn đây, public này, đấy, ngày 22 tháng 3 này, đấy. Thì public trong cái khoảng thời gian này các bạn rất là quan trọng khi mà bạn nhìn thấy khoảng thời gian này, bởi vì những quét này ấy, các bạn cần phải xem lại cả những cái cơ bản như thế này thì các bạn mới có thể chơi được. Ok, con này thì đương nhiên là mạo hiểm rồi, đối với con mạo hiểm này thì nên vào bayer. Mình tiến hành ấy, cái này mình sẽ chỉ làm ở trong khoảng hơn 3 phút thôi, bởi vì những phép này chỉ mang yếu tố cập nhật thôi mà, không làm quá nhiều. Các bạn xem sau thì sau hôm nay là ngày 22, đêm tối ngày 22 chuẩn bị bước sang ngày 23, thì các bạn lưu ý rằng là ngày tháng rất là quan trọng nhé. Đây tip luôn này, đấy đây 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 đấy, 1 đô là ok rồi. Thì cảm nghĩ của bạn sao, link của web mình để phần mô tả bên dưới, cảm nghĩ của bạn sao về web thì để comment ở phần mô tả bên dưới nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.